Hello, xin chào các bạn ha. Thì hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn về cái dàn da sơ sinh đó các bạn. Để tiếp cận dàn da, trẻ đầu tiên chúng ta sẽ xem trẻ này có dàn da thực sự hay không. Nhiều khi chúng ta nhìn vào thấy da trẻ vàng chứ thực sự không có vàng các bạn. Nhiều khi đánh giá bằng mắt thường thì chúng ta sẽ không có chính xác. Để xem bé này nó có dàn da thực sự hay không thì chúng ta sẽ căng da dùng trán. Chúng ta sẽ dùng hai ngón tay, chúng ta sẽ căng da ra, chúng ta kéo một đường ha. Thì dưới ánh sáng mặt trời thì chúng ta sẽ phân biệt được cái này có vàng da hay không. Nhiều khi chúng ta thấy vàng mà chúng ta căng da dùng trán mà nó không vàng, như vậy thì là không phải vàng da ha các bạn. Rồi cái vàng da này chúng ta sẽ quan sát từ đầu đến chân xem cái vàng da này ở vùng nào ha, để chúng ta phân vùng thì lát nữa sẽ có cái chỗ phân vùng ha các bạn. Chúng ta sẽ nhìn từ đầu đến chân để chúng ta phân biệt được vàng da nó ở vùng nào ha. Thì nó có 5 vùng á, thì chúng ta hồi nãy chúng ta sẽ làm xuống dưới, chúng ta sẽ giải thích. Đầu tiên chúng ta thấy nhìn bệnh bé vàng da thì chúng ta sẽ căng da dùng trán dưới ánh sáng mặt trời về bé có vàng da thật sự hay không. Thì cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ xem bé này nó vàng da trực tiếp hay là gián tiếp. Thì nếu mà vàng da trực tiếp thì biểu hiện lâm sàng là gì các bạn? Biểu hiện lâm sàng là cái màu vàng da, cái vàng da của bé này là cái vàng chanh ha. Còn đối với gián tiếp thì nó là vàng nghệ, vàng giống nghệ ha. Còn nước tiểu của trực tiếp á thì nó tiểu sậm màu. Thì nước tiểu thì chúng ta dở tả là chúng ta xem ha. Còn nếu mà có xong thì chúng ta sẽ coi ở cái túi này mà lấy nước tiểu bé ra. Còn đối với gián tiếp thì nước tiểu nó trong ha, thì thường là vàng trong ha. Còn đối với phân á thì đối với trực tiếp thì phân bạc màu ha, bạc màu hoặc là trắng như là cứt cò. Thì cái phân này nè, nếu mà chúng ta khám kỹ á thì có thể là nếu mà đối với mà trẻ mà nó đi ra phân lỏng á, phân nó sệt lỏng á, nó bạc màu thì chúng ta nhìn thấy chúng ta đánh giá được rồi. Còn đối với trường hợp mà trẻ đi phân mà phân chặt các bạn, đôi khi á là cái phân đó ở lớp ngoài chúng ta nhìn thấy màu vàng nhưng mà chúng ta bẻ là bên trong thì là bạc màu hoặc là phân cứt cò, trắng như cứt cò ha. Thì chúng ta nếu mà phân chặt, phân mà đặc quá thì chúng bón quá thì chúng ta sẽ bẻ, mang găng chúng ta bẻ ra, chúng ta sẽ đánh giá cho chính xác ha. Còn đối với gián tiếp thì phân nó có màu vàng ha. Cái cách nhớ là các bạn nhớ như sau, thì trực tiếp là chúng ta sẽ khác nhau cái chữ trực và chữ gián ha. Trực này thì là chúng ta nghĩ tới thằng trực, trực đi mua chanh, thằng trực đi mua chanh là vàng chanh. Nhưng mà con gián á, thì nó đâu đi mua chanh được, cho nên nó bò lên nó ăn củ nghệ ha. Để mình cách nhớ, thằng trực đi mua chanh nhưng mà con gián á, thì nó bò nó ăn củ nghệ. Và nước tiểu của thằng trực sậm màu nhưng mà con gián thì nước tiểu của nó trong ha. Và phân bạc màu thì chúng ta, cái này là cái đặc trưng của trực tiếp, chúng ta nhớ luôn rồi khỏi cần cách nhớ ha. Còn phân gián tiếp thì phân vàng, thì cái này là nó rõ quá thì chúng ta không cần tìm cách nhớ. Sau khi mà chúng ta phân biệt được cái trực tiếp hay gián tiếp rồi thì chúng ta tiếp theo là chúng ta sẽ xem vàng da này là sinh lý hay là bệnh lý ha. Nếu mà sinh lý thì nó sẽ khởi phát sau 24 giờ. Còn nếu mà bệnh lý thì nó khởi phát trước 24 giờ ha. Nếu mà bé nhập viện ta thấy vàng da nó khởi phát trước 24 giờ thì là bệnh lý, mà sau 24 giờ là sinh lý ha. Và tiếp theo nữa là sinh lý thì nó kéo dài 7 ngày đối với trẻ đủ tháng hoặc là 14 ngày đối với trẻ thiếu tháng. Còn đối với bệnh lý thì nó kéo dài hơn 7 ngày đối với trẻ đủ tháng và 14 ngày, nó kéo dài hơn 14 ngày đối với trẻ thiếu tháng ha. Nếu mà cái vàng da này nè, đối với trẻ đủ tháng thì nó kéo dài 7 ngày nó hết, như vậy là vàng da sinh lý. Mà nếu mà nó sau 7 ngày mà chưa hết thì đó là vàng da bệnh lý rồi. Hoặc là đối với trẻ thiếu tháng thì vàng da này nó kéo dài 14 ngày, nếu mà nó kéo dài hơn 14 ngày thì đó là bệnh lý. Thì đối với thang điểm Raman á thì nó có 3 điểm trở lại thôi ha, nó ở vùng 3 trở lại thôi thì đó là sinh lý. Nếu mà hơn 3, từ 4 trở lên, 4 5 thì là bệnh lý rồi ha. Bệnh lý thì nó sẽ vàng da tới lòng bàn tay bàn chân luôn nè. Đối với sinh lý á, thì tốc độ vàng da nó nhỏ hơn 5 mg/trăm trên ngày, tức là cái tốc độ mà nó tăng bilirubin á, nó tăng nhỏ hơn 5 mg/trăm trên ngày. Còn đối với bệnh lý á, thì nó tốc độ mà tăng bilirubin á, nó tăng trên 5 mg/trăm trên ngày ha. Và đối với sinh lý thì cái tổng thể trạng của trẻ bé thì chúng ta nhìn thấy nó khỏe mạnh,
Còn đối với bệnh lý sẽ có cái biểu hiện của vàng da nhanh thì chúng ta phải thuộc được cái triệu chứng của vàng da nhanh nó trải qua 3 giai đoạn như thế nào. Tôi nhắc luôn ha. Tôi nhắc luôn các bạn cái triệu chứng của vàng da nhanh á, tức là cái bệnh lý não cấp do bilirubin á, nó khởi phát trước 24 giờ ha. Cái triệu chứng của vàng da nhanh á là nó gồm có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là 1 đến 2 ngày đầu bé sẽ có biểu hiện là bú kém, đờ đẫn, co giật, giảm trương lực cơ. Trong đó bú kém là triệu chứng sớm nhất ha. Giai đoạn 2 á, thì ở giữa tuần đầu thì bé sẽ tăng trương lực cơ duỗi, tức là nó tăng trương lực cơ duỗi thôi nha, chứ không có tăng trương lực cơ giật gấp nha. Nó ửa người nè và nó sốt. Giai đoạn 3 thì là sau tuần đầu, tức là sau tuần đầu là giai đoạn 3 thì là bé sẽ tăng trương lực, tức là tăng trương lực không có nói duỗi hay gấp gì hết, tức là bệnh nhân cả hai luôn, tức là tăng trương lực cả cơ duỗi và cơ gấp luôn các bạn. Đối với bệnh vàng da nhanh này, nếu mà trẻ được thay máu kịp thời trong giai đoạn rất sớm thì có thể hồi phục, còn trong giai đoạn 2-3 thì trẻ có thể tử vong các bạn. Các cái yếu tố mà nguy cơ dẫn đến nguy cơ bệnh lý não do bilirubin đó các bạn, tức là vàng da nhanh á, là gồm các yếu tố nào? Thì nó gồm có các yếu tố sau. Thứ nhất là các bệnh lý tán huyết miễn dịch. Thứ hai là thiếu men G6PD. Thứ ba là trẻ bị ngạt trong khi sanh. Thứ tư là nhiễm trùng huyết. Thứ năm là nhiễm ton. Và thứ sáu là albumin nó nhỏ hơn 3mg trên decilit các bạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm cái nguyên nhân của trẻ này tại sao vàng da ha. Thì nguyên nhân thì chúng ta luôn luôn nhớ rằng nó luôn luôn phối hợp nhiều nguyên nhân với nhau, nó không đơn thuần chỉ là một nguyên nhân ha. Nhớ ha, không chẩn đoán phân biệt nguyên nhân. Chúng ta sẽ so sánh lại nguyên nhân của vàng da sinh lý và vàng da nhanh ha. Thì đối với cái nguyên nhân mà vàng da sinh lý á, đối với vàng da sinh lý thì nó sẽ thiếu men G6PD. Còn vàng da ở trẻ sinh non á thì là do gan chưa trưởng thành. Đối với vàng da do sữa mẹ á thì nó thường nó xảy ra vào ngày 5, và cái nguyên nhân thường là tăng men lipoprotein lipase, ức chế thành lập protein Z, thiếu men G6PD dẫn đến thiếu men G6PD ha. Đối với vàng da bệnh lý á thì nó có hai nguyên nhân. Đối với vàng da sinh lý á, thì nó gồm có 3 nguyên nhân, đó là vàng da sinh lý, thứ hai là vàng da ở trẻ sinh non, và thứ ba là vàng da do sữa mẹ. Còn vàng da bệnh lý thì nó gồm có 2 loại. Thứ nhất là không tán huyết, thứ hai là vàng da do tán huyết ha. Thì đối với vàng da mà do nguyên nhân không tán huyết đó là gì? Đó là do tiêu ổ xuất huyết, như là bú máu nè, bú huyết thanh nè, do thiểu năng giáp thì men G6PD hoạt động kém, do mẹ tiểu đường thì nó sẽ hủy đa hồng cầu, do tắc đường tiêu hóa thì vi khuẩn chí tăng, men leucocyta tăng, hồng cầu Sillernia là thiếu men G6PD loại 1, có thể là do thuốc ha. Còn đối với tán huyết, vàng da mà do tán huyết thì thứ nhất là do bẩm sinh, thì gồm có ví dụ như hồng cầu hình cầu nè, G6PD bẩm sinh nè, hay là talassemi ha. Thứ hai là do bất đồng nhóm máu ABO hoặc là hệ resus, thì thường nó xảy ra vào ngày 1 và ngày 2. Ví dụ như mẹ resus âm mà con resus dương là sẽ tán huyết, hoặc là bất đồng nhóm máu ABO sẽ tán huyết. Tiếp theo là do nhiễm trùng ha, tán huyết do nhiễm trùng. Thì khi mà nhiễm trùng nó xảy ra ở mọi ngày tuổi đều phải tầm soát, vì nó là nguyên nhân duy nhất có thể can thiệp ha các bạn. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đi phân độ vàng da theo cái thang điểm Raman. Đây, theo thang điểm Raman thì nó phân cơ thể của bé ra thành 5 vùng ha. Nếu mà vàng da chỉ xuất hiện ở mặt thôi là vùng 1, vùng 2 là vàng da từ ngực cho tới trên rốn, vùng 3 là vàng da từ dưới rốn cho đến hai đùi, tức là đến trên gối, trên hai gối nha. Còn vùng 4 là nó vàng da ở hai cẳng chân và hai tay chúng ta trừ cái hai cái bàn tay ra ha. Còn nếu mà vùng 5 thì là gồm có hai bàn tay và hai bàn chân, thì đó là vùng 5. Thì đối với cách tính cái vàng da này nè các bạn, thì cái công thức mà chúng ta tính bilirubin theo miligam phần trăm là công thức như thế nào các bạn? Công thức tính này là công thức là bilirubin máu theo miligam phần trăm á, nó sẽ bằng là 3 nhân n cộng 1, với n là cái số vùng. Ví dụ bây giờ trẻ vàng ở mặt thôi thì chúng ta sẽ tính bilirubin như thế nào? Nếu mà trẻ vàng ở mặt thôi thì chúng ta sẽ lấy 1 cộng cho 1 bằng 2, 2 nhân cho 3 thì nó bằng 6 ha. Nó bằng 6mg phần trăm. Thì ở cái bảng này người ta tổng kết là nó từ 5 đến 7 nè. Thì nó mình tính ra nó cũng trên là tương đối vậy đó. Rồi nếu mà trẻ ở vùng 2 thì chúng ta sẽ lấy 2 cộng 1 là 3, 3 nhân 3 là 9, thì
thì ở trong bảng này người ta ghi nhận là 8 đến 10 ha. À, nếu mà ở vùng 3 thì là 3 cộng 1 là 4, 4 nhân 3 12. À, trong bảng này ghi nhận là 11 đến 13. Nếu mà vàng da đến vùng 4 thì ta lấy 4 cộng 1 là 5, 5 nhân 3 15. Trong bảng này ghi nhận là 13 đến 15. Nếu mà dùng 5 thì ta lấy 5 cộng 1 ra 6, 6 nhân 3 18 thì các bạn trong bảng này ghi nhận là trên 15 ha các bạn. Thì cái này đây là theo cái thang điểm Raman thì chúng ta sẽ xác định được mức độ bilirubin máu qua quan sát bằng mắt thường ha. Thì đây là người ta nói cái công thức này là dựa vào cái quy luật Raman ha. Tới đây thì tôi xin giải thích thêm là tại sao mà bé bị vàng da. Thì thứ nhất là ta nói về cái cơ chế vàng da sinh lý như thế nào. Thì do hồng cầu của trẻ sơ sinh á, là nó là hồng cầu to thì đời sống nó ngắn hơn nên nó dễ bị tán huyết sinh lý, làm cho bilirubin gián tiếp tăng nhiều nên gây ra vàng da sinh lý ha. Thì do trẻ sơ sinh có men leukoronic quá ít nên khả năng gắn vào bilirubin gián tiếp bị ít, dẫn đến là dư thừa bilirubin gián tiếp gây vàng da sinh lý ha. Tiếp theo là cái chu trình gan ruột còn yếu nên nó chuyển hóa bilirubin gián tiếp bị yếu đi nên nó dư thừa và đưa về gan nhiều, gây dư thừa bilirubin gián tiếp gây vàng da sinh lý. Còn đối với vàng da bệnh lý mà không tán huyết các bạn, thì ví dụ như là mẹ bị đái tháo đường nè, gây cho bé bị đa hồng cầu, biểu hiện da hồng sậm nè, HCT lúc sinh là trên 65%, do cái đa hồng cầu do nó tạo ra bilirubin gián tiếp quá nhiều, nó không thể liên hợp hết được thì nó gây dư thừa bilirubin gián tiếp và gây vàng da ha. Thì chúng ta giải quyết câu hỏi là tại sao bilirubin gián tiếp tăng lại gây vàng da ha. Thì do bilirubin gián tiếp nó không tan trong nước, nó chỉ tan trong lipid nên nó thấm vào mô mỡ ha. Nó thấm vào mô mỡ dưới da thì là như là mô não nè, da nè, theo khuynh hướng nồng độ thì nó thấm đến đâu thì gây vàng da đến đó ha các bạn. Thì khi nào mà chúng ta đo bilirubin máu các bạn, đây là cái tiêu chuẩn vàng ha. Tiêu chuẩn vàng là khi nào chúng ta chỉ định đo bilirubin máu thì đó là khi vàng da quá rốn, không xác định được vàng da mức độ nào bằng mắt, hay là trẻ non tháng, hay là khi bị quá 15% ha. Khi bị qua da 15% thì lúc đó chúng ta sẽ có chỉ định đo bilirubin máu cho trẻ. Thì khi mà chúng ta chiếu đèn cho trẻ thì tại sao hết vàng da các bạn? Thì khi mà chúng ta chiếu đèn thì bilirubin nó được tạo ra hai sản phẩm. Một là sản phẩm oxy hóa được đào thải qua thận, hai là sản phẩm botoisomer. Thì cái sản phẩm này còn gọi là đồng phân quang học, nó tương tự với bilirubin quang học ha. Tức là khi mà chúng ta chiếu đèn thì dưới tác dụng của ánh sáng đèn nó làm cho bilirubin gián tiếp tạo thành hai sản phẩm. Một là sản phẩm oxy hóa được đào thải qua thận, hai là cái sản phẩm đó là photoisomer. Thì cái photoisomer này nó tương đương, nó tương tự giống như là cái bilirubin trực tiếp ha, giống như là cái bilirubin liên hợp. Nó chuyển về bilirubin liên hợp thì nó bắt đầu nó sẽ chuyển hóa được ha các bạn. Thì nó sẽ hết vàng da. Thì chúng ta ngưng chiếu đèn khi nào? Chúng ta ngưng chiếu đèn khi bilirubin dưới ngưỡng chiếu đèn là 4mg/trăm thì lúc này chúng ta sẽ ngưng chiếu đèn cho trẻ ha. Hồi nãy thì tôi đã trình bày rồi đó, thì giờ cho tôi xin nhắc lại. Thì phân độ vàng da nhân thì quan trọng nhất là cái triệu chứng thần kinh ha. Thì trong 14 ngày đầu chúng ta sợ nhất là vàng da nhân ha. Trong 14 giờ đầu là chúng ta sợ nhất là vàng da nhân và tăng bilirubin gián tiếp. Sau 14 ngày thì cái hàng rào máu não nó bền vững rồi, thì lúc này chúng ta không còn sợ vàng da nhân nữa ha. Hồi nãy tôi đã trình bày ba cái giai đoạn của vàng da nhân, giờ tôi sẽ nói rõ hơn. Đối với vàng da nhân nó trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn 1 là giật giả ly bì, bú kém, khóc thét từng cơn, giảm trương lực cơ, giảm phản xạ ha. Khi mà đến đây giai đoạn 2 thì nó sẽ tăng trương lực cơ đối với trẻ đủ tháng, nhưng mà nó sẽ giảm trương lực cơ đối với trẻ thiếu tháng. Và trẻ bị co giật nè, gồng ưỡn người nè, người ta gọi là mắt mặt trời lặn nè, rung giật nhãn cầu, không còn phản xạ ha, rối loạn thân nhiệt, dần dần thì hôn mê tử vong trong cơn ngừng thở. Và khi đến giai đoạn 3 thì nó sẽ tăng trương lực cơ các bạn. Trong đây tôi đã đánh lộn là giảm ha, trong tài liệu này đánh lộn là giảm, thì giai đoạn 3 là tăng mới đúng các bạn. Giai đoạn 3 là tăng trương lực cơ. Thì tôi vừa trình bày xong cái phần mà tiếp cận trẻ vàng da và giải thích một số ý liên quan ha. Tôi xin kết thúc clip tại đây. Chúc các bạn học tập được tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.